hàng nhà nước vừa có lệnh hối thúc các ngân hàng thương mại lên kế hoạch xử lý nợ xấu cho năm nay và phải nhanh chóng gửi về cho nhà điều hành chính sách tiền tệ này trước ngày 28 tháng 4 tới. Theo tân thống đốc ngân hàng nhà nước Lê Minh Hưng, các ngân hàng phải tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng và xử lý nợ xấu. Các nhà băng cũng phải tăng cường xử lý nợ xấu bằng dự phòng rủi ro, bán nợ xấu cho công ty xử lý nợ xấu VAMC, đôn đốc thu nợ và xử lý tài sản đảm bảo, tích cực phối hợp với cơ quan thi hành án. Các ngân hàng cũng cần lên kế hoạch xử lý nợ xấu trong năm nay gửi ngân hàng nhà nước trước ngày 28 tháng 4 tới. Hiện nợ xấu của hệ thống ngân hàng đã về dưới 3% và chủ yếu bán cho VAMC. Tính từ năm 2013 đến hết năm 2015, tổng nợ xấu mà VAMC đã mua là 245.000 tỷ đồng.